Ok, bây giờ các bạn mình mới vừa nhận được một thùng hàng từ hải sản Hoàng Gia gửi về. Đây, đây là cái con mấy bữa nay mình chụp mình đăng lên fanpage của mình. Thì rất cảm ơn hải sản Hoàng Gia đã gửi cho Gấu con tôm này để review cho các bạn cùng xem. Nhờ khui. Ê, rất là phê luôn. Hello, xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Hôm nay Gấu có một bất ngờ dành cho các bạn. Đâu rồi? Đi vô lấy. Ok, và đây là điều bất ngờ mà Gấu dành cho các bạn. Đó là một con tôm hùm Canada. Ok, và đây là con tôm hùm mà hôm nay Gấu sẽ luộc nó. Không phải là luộc nữa mà kiểu như là chúng ta sẽ cho vào nồi và cho ít nước vô thì nó dạng như nó hấp vậy đó, nhưng mà hấp một ít nước thôi nha. Luộc nhưng mà một ít nước thôi thì nó sẽ là giống như vừa luộc vừa hấp đó. Thì nó là loại đó. Thì đợt trước Gấu đã làm một clip clip ở nơi nào đó hấp bằng coca. Thì hôm nay Gấu sẽ hấp con tôm hùm Canada này bằng một loại nguyên liệu rất là truyền thống của Việt Nam. Thì đa số món ăn nào mà muốn ngọt, muốn thanh đều có. Đó chính là nước dừa. Dừa đâu? Đi mua anh ơi. Em kêu mày đi chặt mà. Đâu, chặt ở đâu? Đây, đã có một cái nồi bự rồi nè. Ok. Đây là con cua, con tôm nhé. Con tôm trong nồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ luộc nước dừa vậy đó. Ok, bây giờ Gấu sẽ cho nước dừa vô. Đây, đây là trái dừa này Gấu mới chặt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hấp hình như là khoảng 3 đến 4 tiếng gì đó. Thì con tôm này nó mới chín được. Rồi bây giờ hấp thôi, rồi đợi ăn. Giờ đi ngủ một xíu rồi ra. 2000 years later. Và con tôm của Gấu đã chín rồi. Bây giờ lấy đây. Wow, các bạn thấy không? Bây giờ Gấu sẽ lấy ra và ăn review cho các bạn thôi. Ăn thôi. Hello, xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Nhân dịp Việt Nam giành chiến thắng, Gấu sẽ ăn con tôm hùm này để ăn mừng, ăn mừng. Và một lần nữa rất cảm ơn hải sản Hoàng Gia đã tài trợ cho Gấu con tôm này để làm review cho các bạn. Và nếu các bạn có thắc mắc gì về giá và những sản phẩm liên quan đến hải sản trong và ngoài nước thì Gấu sẽ để đường link của hải sản Hoàng Gia ở phía bên dưới phần xem thêm. Thì các bạn hãy nhấn vào đó để xem coi giá cả và những cái gì liên quan đến hải sản trong và ngoài nước thì hải sản Hoàng Gia đều có. Và hải sản Hoàng Gia là một trong những vựa hải sản lớn, có thể nói là lớn nhất Sài Gòn về cung cấp các loại hải sản trong nước và ngoài nước. Và Gấu nhấn mạnh một lần nữa là con tôm hùm này hải sản Hoàng Gia gửi cho Gấu vào lúc buổi sáng thì tới chiều tối là nó đã có rồi. Con tôm hùm này á, thì hải sản Hoàng Gia đã nhập từ vùng Nova Scotia về, và con tôm hùm Canada này thì nhập về là đã còn sống rồi. Và con này là một con khá là lớn. Hồi đợt trước Gấu ăn con kia thì size nó cũng bé thôi, nhưng mà con này là dạng size lớn luôn, rất là ngon. Và cái này là Gấu được tặng nha, Gấu được hải sản Hoàng Gia tặng để làm review cho các bạn. Và đặc biệt là con tôm hùm này nó vẫn còn sống, nó vẫn còn sống nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm gì với nó? Chúng ta sẽ ăn thôi. Thì như đợt trước mình ăn thì mình phải có đầy đủ dụng cụ, tại vì cái con này nó bự lắm, đầy đủ dụng cụ. Đó, Gấu có một chén muối tiêu là chanh vô. Và đây là chén muối tiêu xanh của Gấu. Ok, và ăn con tôm hùm Canada thì chúng ta phải ăn đầu tiên đó chính là phần càng của nó. Thì phần càng của nó thì các bạn biết rồi. Rồi. Ok, bây giờ Gấu sẽ đập cái càng nhỏ này ra trước. Rồi. Này là cái càng nhỏ. Đây là phần thịt trong cái càng nè, chấm với lại muối tiêu xanh. Con cua đợt này cực kỳ ngon luôn, thịt siêu dai, thịt cực kỳ dai, cắn một cái các bạn biết là nó ăn mực á, cảm giác giống ăn mực vậy đó, nhưng mà đây là thịt tôm và ăn cực kỳ dai, cực kỳ ngon luôn, ngọt nữa. Mình sẽ ăn hết cái này, mình sẽ chấm thử chung với lại cái muối tiêu.
Xịn quá, ngon quá. Thịt tôm dai và ngọt, và đặc biệt là rất là nhiều thịt. Nhưng mà không biết tại sao mà lần này thì cũng như là bị nhỏ, thịt nó bị ọp lại. Không sao, mình còn cả con lần mà. Bây giờ mình ăn tiếp nha. Giờ Gấu sẽ ăn cái ngoe của nó. Rồi coi cái ngoe của nó. Ăn mừng rồi, tiểu Việt Nam là phải ăn lớn. Ok, và tiếp đến là Gấu sẽ xử tới cái mình. Cái càng này mình để sau đi. Cái càng này mình để sau đi. Bây giờ mình sẽ xử tới cái mình nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái mình con tôm này nè. Đây Gấu sẽ mở. Là cái mình của nó, phần thịt chỗ này là cực kỳ nhiều. Cực kỳ nhiều luôn các bạn. Phần thịt ngay đây là phần thịt rất là ngon nhất của con tôm à. Tại vì cái phần này là phần con tôm nó di chuyển ngay nè. Nên phần thịt ngay đây rất là ngon. Ra thì khi các bạn ăn tôm á thì các bạn lưu ý là nếu mà các bạn muốn ăn phần thân thì các bạn cứ cắt hai cái phần bên hông của nó nè, hai phần này cắt ra và các bạn lột được nguyên miếng tôm ra. Chứ đừng, các bạn đừng có ăn cả con nha. Mấy con tôm tích đó các bạn đừng có ăn cả con. Ăn cả con là dính vỏ, bệnh chết. Tất cả đều vậy luôn, là các bạn phải cắt hai cái phần hông của nó. Cắt ngay đây nè. Này, Gấu chỉ chưa? Mấy cái kênh nó dạy bậy bạ không. Ăn cả con tôm vô, bệnh có ngày luôn á. Nè, các bạn cắt cái phần yếm ra, lột phần yếm lên. Đó, là phần thịt nó lòi ra rồi. Đừng có ăn luôn cái vỏ. Cỡ con tôm hùm này mà các bạn ăn luôn cái vỏ là các bạn chỉ có nước nhập viện thôi. À, các bạn phải cắt ra, lấy phần thịt ra như thế này nè. Đây chính là phần thịt của chúng ta. Bự dã man luôn, phần này ngon lắm. Đây là một miếng. Oh. Tê quá. Chấm với cái gì cũng ngon hết. Thịt con tôm cực kỳ ngọt luôn. Tại vì Gấu làm chung với nước dừa. Wow, hấp chung với nước dừa nó cực kỳ ngọt luôn. Ăn đã lắm mà. Con tôm đợt này á, thịt nó vô cùng dai. Dai, các bạn thấy không? Nè, nè. Không có được, dai lắm. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá má ơi. Ok, và bây giờ là sẽ tới phần đầu tôm. Thì hồi đó Gấu có biết một điều là con tôm cũ mà Gấu ăn á thì cái phần đầu tôm này á nó không có thịt, nhưng không biết con tôm như thế nào. Bây giờ Gấu sẽ mở phần đầu tôm ra thử nha. Tha Gấu. Đây là phần cái mình con tôm, thì nên đây thì nó chỉ có vây rồi. Ô, có thịt nữa nè, có thịt nữa nè. Đó, người đây nè. Quá. Đầu con tôm hùm á nó ít thịt lắm, cũng giống như là cái mình của con cua rồi đó, con cua hoàng đế. Cái mà sau khi phẫu thuật cái đầu của nó ra thì đúng thiệt là cái đầu của nó chỉ có cái phần thịt nằm che lại cái phần gạch thôi. Tức là mở đầu ra thì các bạn thấy đầu tiên nó là cái phần thịt, và cái phần thịt nó nói liền với cái phần mình của nó. Ok, và đây là chủ đề chính ngày hôm nay, đó là cái càng lớn. Con này nó bị bọng thì do chắc là hôm qua Gấu bảo quản không có kỹ á, Gấu cho vô ngăn đông nên là nó bị bẹn, đập nó ra coi thịt nó còn bao nhiêu. Đây, đây là phần thịt của nó. Ô, cũng còn khá là bự. Thấy chưa? Đó, đây là nhân vật chính của chúng ta, càng lớn. Ngon quá. Rồi ok, và bây giờ Gấu sẽ ăn tới những cái ngoe nhỏ như thế này. Thì coi coi những cái ngoe nhỏ này thịt nó như thế nào. Rồi, nó sẽ cắt ra. Rồi, có thịt nè, thấy không? Thịt chà bá luôn. Hỏi cần chấm cũng ngon, tại nó mặn sẵn rồi. Wow. Ok, và cuối cùng Gấu cũng đã ăn thêm được một con tôm hùm Canada rồi. Và đây là con tôm thứ hai mà Gấu ăn. Thì
cảm giác của mình thì nó không còn kiểu như là kiểu bất ngờ hay là kiểu quá xúc động. Nhưng mà lần này ăn thì thật sự con tôm này nó dai hơn và nó ngon hơn, vị nó cũng đậm đà hơn. Đó, vị cái hơi tiếc đó chính là gấu đã bảo quản nó không có kỹ và nó bị ra nước và thấy là những cái phần thịt nó nhỏ lại. Nhưng không sao, gấu muốn cho các bạn biết thì bảo quản thì các bạn sẽ được nhân viên của bên Hải sản Hoàng gia tư vấn cách bảo quản thật là chi tiết để có được một cái sản phẩm thật là ngon. Mấy hôm nay luôn thì gấu khá là bận nên là không thể nào mà chăm sóc hay là làm theo đúng như cái quy trình của bên Hải sản Hoàng gia đưa ra được. Và các bạn cảm thấy thế nào về con tôm này thì hãy comment phía bên dưới cho gấu biết nha. Và các bạn muốn gấu ăn gì thì cũng comment luôn. Và sắp tới gấu sẽ mở ra một cái group, đó chính là Ham Ăn Tộc, thì mời các bạn cùng tham gia cái group đó của gấu để cùng chia sẻ những món ăn, chia sẻ những địa điểm ăn uống mà chúng ta biết được ở nơi ở của chúng ta, thì các bạn hãy chia sẻ cho gấu trong Ham Ăn Tộc nha. Và cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu thấy clip hay hãy like, share và subscribe cho gấu, và đừng quên comment bên dưới và hãy ủng hộ và luôn luôn ủng hộ gấu. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau. Bye bye.